Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Nếu như bạn là một người mới tập tành làm video và chưa sẵn sàng chi nhiều tiền cho thiết bị thì đây là một món phụ kiện âm thanh có mức giá mềm hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm khác trên thị trường mà vẫn tích hợp nhiều tính năng mới và hiện đại. Komika Vimosi, một cái tên mà bạn rất nên tìm hiểu thử. Nằm trong khoảng giá từ 2 đến 3 triệu đồng thì Komika Vimosi là sản phẩm macro không dây khá ổn định và hiện đại nhất trong số những cái dòng giá rẻ mà mình từng có cơ hội được trải nghiệm. Cái này dùng có thể để quay vlog này, livestream hay là họp online cũng khá là hài ho. Và trên tay mình đang là phiên bản Vimosi bản đầy đủ nhất với một bộ thu RX, hai bộ phát TX và một đắp sạc. Trông nó khá giống với chiếc design mic mà bọn mình hay sử dụng đúng không? Và trước khi bắt đầu nói về những cái trải nghiệm và đánh giá của cá nhân mình thì chúng ta hãy thử xem qua thông số và một vài ưu điểm của em này nhé. Chiếc mic này có khả năng kết nối cực nhanh, nó rút ra là có thể khởi động và pairing luôn. Nó có giao diện cơ bản và rất dễ sử dụng. Chúng ta có thể thay đổi thu tiếng mono, stereo hay là safety mode chỉ với một nút bấm. Thời lượng pin của nó khá khủng, lên tới 8 giờ với bộ thu và tới 20 giờ khi có kèm đắp sạc. Chiếc mic này cũng tích hợp công nghệ lọc ồn DSP, đem đến âm thanh trong trẻo và rõ ràng. Cái này thì các bạn hãy thử nghe và nhận xét nhé, bởi vì cái video này thì mình thu 100% bằng chiếc mic này. Và trọng lượng của chiếc mic này siêu nhẹ, chỉ 13g với bộ phát TX, 19g với bộ thu RX và 90g với đắp sạc. Cái này để bỏ túi và kẹp cổ áo cũng khá là dễ chịu. Và sản phẩm này tương thích với máy ảnh, điện thoại và máy tính. Mình rất ấn tượng khi chiếc mic Komika này tích hợp được full bộ thu và phát cùng với đắp sạc trong một cái giao diện nhỏ nhẹ mà vẫn rất đầy đủ. Một bộ mic cũng trang bị đầy đủ các dây kết nối, dây sạc và bông lọc. Nếu như chúng ta sử dụng nó với máy ảnh thì các bạn chỉ cần một dây TRS to TRS 3.5mm và có thể gài được cái bộ thu này lên hot shoe, trông nó khá gọn và tối giản. Còn nếu như bạn muốn kết nối với máy tính hay là điện thoại có cổng Type-C thì chỉ cần đổi sang dây Type-C là ok. Tuy nhiên, nếu như bạn đang dùng iPhone và thiết bị này chỉ có cổng Lightning thì chúng ta sẽ phải dùng thêm một đầu chuyển và việc kết nối trở nên khá cồng kềnh và lằng nhằng. Thêm nữa thì chất liệu của Komika Vimosi lại không phải là điều khiến mình cảm thấy hài lòng. Chất liệu của nó không tạo cảm giác cao cấp, nó dễ vắng bẩn và bản lề của đắp sạc không tạo cảm giác chắc chắn. Tuy nhiên thì với một sản phẩm giá rẻ, mình cũng không thể lấy quy chuẩn của các sản phẩm cao cấp ra để mà so sánh được. Chỉ là mình không thích cái chất liệu build của chiếc mic này mà thôi. Và âm thanh mà các bạn đang nghe nãy giờ đều được thu âm trực tiếp 100% bằng chiếc micro Komika Vimosi này. Và các bạn đánh giá như thế nào về chất lượng âm thanh của nó? Liệu nó có thể trở thành một đối thủ để sánh ngang lời với những cái tên tuổi lớn như là DJI, Saramonic hay Rode hay không? Ok, và đừng quên để lại comment bên dưới và like, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé!